Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Này thì chỗ công trường mình mới để anh em lưu bãi mới luôn, có tên là Dina Park này. Nó ghi ở lưu thế này nhưng mình không không rõ, nó có phải cái tiếng Anh đọc cũng không chuẩn đâu các bạn. Thì đâu đó nghe nói nó rơi tầm khoảng 900 đến 1 tỷ đồng các bạn. Nghe đài phát thế đấy mình cũng không rõ lắm các bạn. Đài tất nhiên không phải đài tiếng nói Việt Nam đâu các bạn. Mới của Đức Tâm à, thế à? Vừa nếm hôm qua đấy, đầy đủ à, cabin mới tinh luôn anh em. Anh em nhìn chậm mấy thằng cứ hỏi bảo là đang phải chuẩn bị kéo con lu xuống mới, là con lu mới của công ty lên đây thằng nào cũng coi bảo quay chụp ảnh nhé, mà con mới nhất của công ty thì như nào đấy đấy qua vừa nãy chiều sáng qua. Hôm nay bao nhiêu tấn? Rồi 2 tấn qua thọ kéo về hả? Ừ, thọ qua kéo về, người đều qua về đến đây. Cái lần nào nó để đào ao à? Đào cái hố tu. Hả? Vâng. Con hết ra đây không? Dạ. Con hết ra đây không? Có. Mất mẹ đưa vào chiều chiều hôm qua thì tối qua thì mẹ đảo thì là tối qua đéo đi. Đây là chủ à? Cái quý à? Là thuê kỹ thuật à, thuê kỹ thuật à? Không, Tâm ở quý già ở cổ phần chỗ này không Tâm à? Ừ, tao cổ phần tao về tao chạy đi mẹ. Đó là chú chạy luôn gì? Ừ, tao chạy luôn. Con lu sung khoảng 12 tấn. Đây là nên là lu nhẹ thôi, cho nữa nữa. Bỏ nhanh nữa. Nhẹ. Từ cái bò thế này đi. Tối để xe đây à? Ai trông lu á? Ừ. Có đấy có người mà. À thế à? Điều hòa mát lắm nhỉ. Ừ. Thế tối mà anh để xe đây về à? Vâng. Đấy, đài đài đi cho đéo biết. Tối có thằng nào ở đây không? Con lưu dung 12 tấn các bạn ạ, mới tinh luôn. Đây, chụp ảnh cho anh em xem. Này mới mua 900 các bạn ạ. Nhãn hiệu mình không có, đai là Bắc ạ. Công ty bảo là thấy có con lu mới ở vậy thì chụp ảnh cho anh em xem. Bọn nó bảo là thấy con này gần như con mới nhất công ty. Đều hỏng nhá. Điều hòa điều tiết các kiểu. Hôm nay cổ phần mới yên tâm làm luôn. Thấy bảo 900 mà. Trời chứ chỗ này nó yếu rồi này. Còn đâu cái rạch này là cứng này. Đây có mỗi đoạn này là hơi yếu rồi này. Từ đây tới đây này. Không, cái chỗ này ông đang sợ là lu nó sạt ra. Thì bảo chỗ này nó hơi yếu thì để ra bớt, còn đâu từ đây ra là đất khổ rồi. Đây, từ đây đến đây là hơi yếu rồi.